Chị nên chị coi đẩy bóng lên. Thôi, chưa đi chị nhạc rồi. Đẩy bóng lên nữa. Còn lót không? Chị nói nên nghĩ hồi bữa em vội quá trời. Đồ luôn, chị bỏ đi. Khủy đó, khủy cho người ta thì không như thiệt nữa. Cho hình nữa, ta đi không như thì mới đi chứ. Một như chắc đắt lâu đó chứ hình như quẹo chặt luôn. Nó còn như chia mười muối chứ, như bao mười chứ. Bao nhiêu bao mười 100 gram lên. Thôi lâu mua 30 gram rồi. Ừ. Thì cha sẽ thành cùng những một loài lạ thôi chứ đi. Do hành có cái chất chi chỗ sinh hóa. Hả hồi đâu ấy chín bò cả một cốc cửa. Ở bên chỉ ăn kia xíu. Bò kia xíu nhưng mà giờ cái nước chi nhã thôi. Thì bây giờ buổi sáng chi nhã cái mới phải đánh mang. À chín cái gì nữa? Chị còn cái nữa? Không. Họ bảo nó đấy chị phải đặt tiền lên chị gần mút 16 hai chút ở chị. Không chị, ở trong trong phái thai cơ ấy. Hắn có bán cái cô hai thằng 6 ớ thôi. À đó. Nó bằng pin. Thấy không? À, cái mà để mà đánh cho hắn lên cream nha. Nhưng mà cô đánh được cái đi để cho hắn tán chứ chứ. Em đang tính đoán thằng 6 ớ hắn đặt. Em tưởng phái thai cơ hai với em. Hai định của em được rồi, của em được hết. Nhìn đẹp quá, màu đẹp. Xíu quá em mà đi lên mua. Con ăn chưa được, chưa được uống, không phải bỏ vào cái microwave à? Để đây quá cẩn thận rửa đồ ấy. Đẹp ha, áo này hơ hơ hơ. Áo này năm qua cũng mặc. Giờ hai chị em đang làm matcha sữa. Sữa đồng nành. Nói ở trong liếm ấy. Thơm hả? Đông nên thơm. Tóc mang. Thấy không chị? Ở ngoài cái gì? Kappa. Kappa ở trong Ratina. À, Kappa, tiêm Kappa đó. Không chị sẽ bỏ tiền mất ông được. Trẻ nghĩ hơi buồn ngọt đó mà. Trẻ đất xoa da đó. Có không chị bảo, có không chị bảo. Uji Region Kyoto oldest matcha cultivated area in Japan. Highest quality tea. Vietnam green tea was best too. Em Việt Nam hẳn mang matcha là gì rồi? Matcha cái cùng. Lệ mang tới cái đọt đọt ra món xong họ khởi khổ rồi họ xảy ra chứ rồi. Cái gì rồi? Xong là hành xa ra, xong hành sẽ làm cái siêu siêu. À, thế thì hành xa mình thêm bột luôn rồi. Như kiểu bột cao bột luôn. Hồi đi ra chọn đi bột. Hôm nay trời hơi tuyệt nhẹ. Ừ, đó hôm qua được trời đẹp nhất lịch, đâu hiểu không? Được ngày mua mà muốn đi ra ngoài là phải tránh thủ ấy. Ừ. Chứ hành được con ngay rồi chứ mày. Trời hôm nay kiểu hành dài ở phân phê trên trời ấy. Hôm qua là hành thoảng đảo ở phân trên trời. Được chưa? Chị bỏ 2 ly luôn là chị? Ừ. Cho hành nồng một chút, ẩm buổi sáng cho xích. Chị bỏ miếng bát thì nấu quá. À có cả cái thứ. Cả cái mức cái thứ này. Ừ, chị nghĩ chắc mít lấy ra bỏ lấy cái như được. Mê mất. Đóng và năng đã. Tôm. Tôm lên mới bán không chín à? Ừ, cái này chị mua lâu rồi. À. Mua từ ở trên chỗ nó PS ấy. À. Chứ con ở đây là đúng là 14 đồng. Thì chị mới là 15 đồng đó. À. Lúc đó hè. Tôi là má nó mua luôn. Mất to quá. Như vậy tôm chị nào mới cho mình nấu. Con đi ra mình sẽ ăn lẩu. Mày mày gọi. Cái này là ba cái là năm ớ. Ừ.
Tăng ơn quá, có đang tăng ơn rồi. Tăng ơn thì mình ăn hợp lý chứ không là để má bỏ thân thứ. Cái này nói chi đấy? À, tại cái chia sối. Cái này cũng để hiểu quá. Nhiều lắm. Có cái bè nó ra này, cái ngọt nữa à. Ăn thứ rồi. Có rồi, thứ thế à. Làm điều ra một lạ. Cái này có này nữa, cái này nữa. Cái này làm thịt han đó. Để than á, đúng để than được. Ê anh suối tiếp. Lúc ha, bây giờ mới hay quay cái mắt trà chứ. Quay mắt trà. Đó. Nhìn đẹp, nhìn ngon đẹp ơi. Camera hình bị sica quá rồi. Em bột đâu mà. Đó. Rồi bắt đầu ngon hơn. Ngọt rồi, ngọt vừa phải, ngon lắm, thơm. Đi, mình lại ngồi băng. Đi, đi lại ngồi uống mọi người. Bây giờ là mấy giờ? 10 giờ. Morning, morning, matcha. Quá, có cái thông vô hình đẹp luôn á. Tôi sẽ cua. Đi không thể. Ai em đang mua đây nè. Chị ngồi đó đi. Chị mới như vậy. Giờ hai chị em sẽ uống đó. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Hẹn lại chứ. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.